ca sĩ hôm nay rất triển vọng nha mọi người. Nên là tôi kể cho mọi người nghe ca sĩ hát nhiều câu mà ai cũng mắc cười. Ở trong bài hát nó có cái câu cái gì nhỉ? Mỗi khi cái gì? Mày nhắc lại ra. Mỗi khi cha cười. À, mỗi khi cha cười thật nhiều quá con này. Mày tào lao quá mi ơi. Nói gì ông cũng tin nữa. Ở trong bài hát đại loại là giống như kiểu nó có cái câu như là mỗi khi cha không còn nữa hay là gì nữa thì con này nó hát là cha cười. À, mỗi khi cha cười thì nó hát là hi hi cha cười. Là ông Phùng Thu bảo ủa lời bài hát là hi hi cha cười à? Sợt lại mới thấy là mỗi khi cha cười. Mà mới vào đầu bài hát nó đã hát sai tùm lum rồi. À, câu mở đầu là gì nhỉ? Con muốn lại gần ôm lấy cha. Cái đó tôi biết rồi mà, sai mày, đâu. Mày hát là con muốn lại gần ôm lấy cha mà mày thu lại cái câu đó mất mẹ mày chục lần. Gần chứ không phải là dần. Con muốn lại dần ôm lấy cha. Úi giời, là gần chứ không phải là dần. Đấy, mà nó cứ con muốn lại dần ôm lấy cha. Nhưng mà mình ra video mọi người có không? Video. Để rồi. Mà mình có động lực. Thế bây giờ sẽ có một cái phương án như thế này nha. Bây giờ thì mình mong tất cả những người đang coi livestream, mọi người có thể edit bằng cách là bây giờ mọi người lên, mọi người nghe cái bài của Thùy Chi, mọi người lấy cái lời bài hát đó lại, nhưng mọi người edit thành hình ảnh của Hùng và My là tình cha con, giống như hôm bữa có bạn edit á, xong đó gửi cái video đó cho tôi. Tôi sẽ lấy giọng của con My, tôi lồng vào cái video đó để tôi đăng lên YouTube. Tại vì đăng lên YouTube là phải có video chứ không phải đăng được mỗi. Không được rồi. Mày cầm cái kéo này mày cắt ớt, bây giờ mày kêu đưa tao cắt chẹt tắt. Ủa, sao cái hàng có ớt vậy? Ảo thật chứ. Nghe cực kỳ khác, nghe rất là thánh thoát, cảm xúc nghe. Mà nếu như mà có video mà minh họa kiểu hành trình hai cha con, tôi đảm bảo mọi người sẽ khóc.
chỉ mỗi hơi ngọng với lại lệch nhịp một xíu thôi, nhưng mà tổng thể thì ok. Quái luôn á, chứng khoán này bất động sản này ta có tiền đâu. Gọi mày kiếm mua đất luôn hả? Cái bài mày nói gì vậy? Chị ơi, chị muốn những tiền bên bên dưới em không chị? Em cho một tiền là giải chị ơi. Uầy, hai ngân hàng gọi điện cho con My hỏi chị có nhu cầu mua đất với lại vay tiền đúng đẳng cấp thật chứ. Uầy, mẹ, thời ngày xưa tao bắt tuổi mày. Nhìn mà nghe giọng mày già quá. Ê, mẹ ơi. Rồi, mọi người bảo vẫn nghe được thì để tao nói. Rồi, mọi người nghe nha. Mẹ. Tôi xem coi cái video nào nó tổng hợp những cái khoảnh khắc vui nhất, ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất, tôi sẽ edit thành một cái video hoàn chỉnh. Và mọi người yên tâm là khi tôi đăng lên trên YouTube, tôi sẽ ghi nguồn những bạn đã bỏ thời gian ra để edit cái video này. Đó, coi như là một lời cảm ơn dành cho mọi người đã bỏ thời gian ra để edit. Đó, thì mong là mọi người chúng ta cùng nhau chung tay làm nhá. Cái này đi đâu? Kéo tính tiền. Kéo này về.
về cho mẹ mẹ không? Tiền thôi chú ơi. Sáng này về cho mẹ mẹ. Dạ không được. Sao vậy? Dạ không được. Còn anh ăn không? Còn dư quá trời luôn á. Dạ. Lần trước thì dư gà, cho mẹ gọi cho đá vào. Này không gọi á. Dạ không gì. Dạ hai cá. Hai cân. Có tâm không em? Chị tính cho mắt nha, chị lấy tiền bo. Khoảnh khắc bánh lộn cái gì cũng được, biết là nó phù hợp. Đợi xíu nha, lát nữa tôi về, mọi người trong thời gian đó, mọi người edit thì nó đi. Lát nữa tôi về, tôi đăng cái video nó lên đã. Ba ghế mua bánh tráng. Cả khúc này mình ngoan rồi. Giờ mới có 4 rưỡi này, 2 tiếng rưỡi mới like này. Hôm nay live phải live bên quận 1 á. Trai tính luôn. Mày là con tao mà. Con mình chỉ có tiền đúng không vậy? Mình lớn quá chứ tiền. Ba cho ơi cho con mua xe, cho con mua xe, con mua nhà. Con là con. Chuẩn bị lát nữa mọi người, chuẩn bị khăn giấy nha, khóc nha, khóc ướt mắt luôn. Đây. Ta đang xỉa tắm. Ở xe khỏe không? Đây. Mày mắc gì à hả? Nói lại cái vấn đề này cho mọi người nghe nha. Kiếp con này sướng thật đấy. Đi thu âm đi ăn là được mấy bách đưa đón. Đấy. Tài xế này còn đẹp trai nhất Việt Nam nữa chứ. Mẹ, có thằng nào mà tài xế 1m82 mà còn vừa đi làm đưa nó đi thu âm này còn hát hò như này. Rồi bây giờ mình nhắc lại một lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ tắt like đưa nó về. Và khi nào về đến nhà nó thì mình có thời gian mình sẽ nghe lại một cái đoạn nào đó cảm động nhất hồi nãy quay. Và sẽ đăng lên trên cái nick tích xanh Trần Quang Hùng. Mọi người edit lại cái bài hát Cha và Con Gái làm sao để mà cái lời bài hát nó thật là phù hợp với lại cái hành trình cha con từ tháng 3 hay là trước đó. Nói chung là miễn sao cái hình ảnh hai cha con làm sao nó phù hợp với lời bài hát. Và khi mà mọi người đăng lên, mọi người nhớ sử dụng cái link nhạc từ cái video gốc Hùng đăng lên. Để khi mà Hùng nhấn vào cái link nhạc đó thì tất cả những cái video đó nó sẽ nằm ở trong cái đó. Hùng sẽ lựa ra những cái video nào nó hay, nó ý nghĩa, xem nó thật là cảm động. Mình sẽ edit lại thành một video hoàn chỉnh dựa trên cái lời bài hát Cha và Con Gái mà con My đi thu âm. Và mình sẽ đăng lên trên YouTube và dự đoán là ngày thứ hai tuần sau 19 giờ là sẽ công chiếu cái video đó để mọi người cùng xem nha. Bây giờ thì mong là mọi người chúng ta cùng nhau. Hôm nay là thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, 5 ngày. Mà đi từ thiện là thứ 7 tuần sau à? Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày mùng 6. Mà đi từ thiện là 9 ngày nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, phải thứ 2 tuần sau là rất hợp lý rồi. Rồi ok nha. Vậy thì bây giờ mình xin được tắt like và đưa nó đi mua cái gì? Bánh bánh gì? Bánh cá. Để con cầm like luôn chứ. Không không, đang trên TikTok không có cầm like được, fanpage thì cầm được. Rồi ok, bây giờ thì mình xin được tắt like nha. Và mình xin được nhắc lại một lần nữa ha. Lát nữa mọi người chờ mình về, mình đăng trên cái nick tích xanh một cái đoạn rất là cảm động. Mà mọi người nhớ edit dựa trên bằng cách là sử dụng cái link nhạc để video nó vào đó nha.